4 giờ tôi thức rồi, cỡ 5 giờ đó là tôi chạy vòng vòng rồi. Hơn 6 năm nay, ông Tư Long gần 80 tuổi ở Long Xuyên, An Giang, không kể mưa nắng vẫn kiên trì bám theo các công trường để tìm nguồn nguyên liệu. Đó chính là những mảng nhựa đường phế phẩm đã bị bỏ đi. Tôi lôi ba cái nhựa mình kiếm được á, ra bắt đầu đập. Rồi là bắt đầu là mới ngào. Mình đem rẫy dầu lửa vô rồi mình trộn đó để... Ban đầu, ông Tư Long chỉ vá những con đường quanh khu vực gia đình mình hay qua lại. Về sau, ông mở rộng phạm vi sửa chữa ra khắp cả thành phố Long Xuyên. Ông lý giải. Thấy lỗ hang nhiều quá mà những cái lỗ đó là nếu mà giãn lai mình chạy là té chết. Chút đỉnh là mình ra làm đi thì nó bền con đường hết. Lon dầu hỏa và chiếc chổi này chính là bí quyết vá đường nhanh gọn của ông. Làm sạch mặt bằng, vẩy thêm chút dầu hỏa xuống phần nhựa còn lại của ổ gà. Dầu hỏa sẽ làm nhựa đường chảy ra, tạo sự kết dính. Tiếp đó, ông đổ nhựa đường được nào dầu hỏa từ hôm qua xuống, dùng đá đập thật nhanh để nền nhựa mới, nhựa cũ dính lại với nhau. Đi trên đường thì cũng có thấy hình ảnh của chú Tư Long á, tham gia vào cái công tác vá đường. Điều đó là quá tốt, bởi vì trong xã hội mình cần nhiều người cũng như chú Tư Long. Công việc nó nhỏ, nhưng mà ý nghĩa nó lớn. Với suy nghĩ đó, ông Tư Long lại tiếp tục lên đường với hành trang không thể giản dị hơn. Cứ nơi nào có người chỉ điểm cần một miếng vá đường là ông sẽ nhiệt tình đến ngay với tinh thần mình vì mọi người.